ngay trên trục đường chính làng nghề, cạnh chợ dân sinh. Hoạt động hơn 2 năm đã từng bị phát hiện không có phép và xử phạt 2 lần. Cơ sở này đóng cửa, rồi lại mở cửa và nhận trẻ. Làng làm nghề mộc truyền thống. Mấy năm nay có cụm công nghiệp gần đây, người dân có thêm việc đều gửi con để đi làm. 900.000 đồng một tháng cả tiền ăn, gần nhà có thể đưa sớm hoặc đón muộn. Đến giờ là con về cho tiện, nó cũng không nghĩ nhiều về cái vấn đề là các cô là phải có bằng cấp hay là có được phép kinh doanh hay không. Xã có một trường mầm non công lập chỉ có lớp trên 2 tuổi, trong khi có hơn 100 em dưới 18 tháng. Từ nhu cầu đó, một số người tự đứng ra nhận trông trẻ. Thông tin của lực lượng công an, có nhiều điểm không phép như vậy vẫn hoạt động tại các địa phương. Cơ sở này là một trong số đó, có biển hiệu nhận trông từ 10 tháng đến 5 tuổi, có hơn 40 em đang ở đây. Trên từng là 2 nước nữa. Đây là trường của các cô, đây là trường đăng ký với phòng giáo dục ở nơi. Làm sao không đảm bảo thì làm sao mà mở một cái trường to như này được. Theo quy định, việc quản lý cấp phép những nhóm trẻ lớp mẫu giáo tại nhà do cấp xã chịu trách nhiệm. Nhiều địa phương lúng túng trong việc này. Chỉ khi có sự việc thương tâm xảy ra mới yêu cầu dừng hoạt động. Kiểm tra, phát hiện, xử lý thì cũng lại chỉ lập đi lập lại là cho đình chỉ. Mà cho đình chỉ thì lại cuối cùng lại vẫn lén lút. Đã xử phạt hành chính đến 2 lần mà cái cơ sở lại vẫn lén lút hoạt động. Thì đây là tôi thấy rằng là cái sức răn đe là nó chưa đủ để răn đe, và phải cái chế tài của pháp luật là phải tăng cao cái hình phạt. Đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng độ tuổi vàng để phát triển rất là nhiều kỹ năng của trẻ chính là độ tuổi dưới 3 tuổi. Và chính bởi vậy mà những cái yêu cầu với những ngôi trường để nhận trông những cái em nhỏ mà càng nhỏ thì lại càng cao. Chẳng hạn như là tỷ lệ giáo viên trong một cái nhóm học sinh, nên với những cái nhóm nhỏ thì sẽ đòi hỏi cái số lượng giáo viên nhiều hơn. Như ở ngôi trường này thì không có những cái nhóm trẻ mà dưới 2 tuổi. Chính bởi vậy mà khi mà không tìm được ở những cái cơ sở công lập thì nhiều bố mẹ đã phải gửi con ở những cơ sở ngoài công lập, chẳng hạn những trường tư, thậm chí là ở những cái nhóm trẻ tự phát. Trong những nhóm kín cư dân ở nhiều khu vực đô thị, thường xuyên có những bài gom nhóm trẻ trong khu. Trường công không nhận, trường tư không đủ tiền, bố mẹ thì vẫn phải đi làm. Sự an toàn của những đứa trẻ được trao gửi đầy may rủi như vậy.